Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cùng các lực lượng chức năng thường xuyên triển khai hiệu quả các cuộc điều tra biên giới và giám sát thị trường trên toàn quốc, phát hiện nhiều vụ buôn bán bất hợp pháp, trong đó có mặt hàng thuốc lá. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thách thức đặt ra trong công tác chống buôn lậu mặt hàng này. Theo ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, trong những năm qua, hoạt động chống buôn lậu thuốc lá đã đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của chính phủ. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu thuốc lá tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều tuyến biên giới. Thuốc lá nhập khẩu bất hợp pháp vào nước ta không rõ nguồn gốc xuất xứ, không kiểm soát được chất độc hại bị cấm sử dụng, gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các yếu tố khách quan như đường biên giới phức tạp với nhiều đường mòn lối mở, phương thức vận chuyển của các đối tượng ngày càng đa dạng tinh vi, hay việc lợi dụng cư dân sống ở vùng biên giới trung chuyển gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm soát tình hình. Ngoài ra, những năm gần đây xuất hiện tình trạng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam nhưng trên bao bì dán tem thuốc lá Việt Nam để qua mặt các cơ quan chức năng. Trong thời gian qua thì trên địa bàn Tân Hưng thì nó xảy ra nhiều trường hợp là vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu cũng như là vận chuyển các mặt hàng. Thì trước tình hình trên thì chung lực lượng công an cũng như là lực lượng biên phòng đã là thường xuyên phối hợp với nhau để tổ chức tuần tra đảm bảo cái tuyến biên giới, thì đã tổ chức là truy bắt được cái đối tượng là vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, thì chúng tôi đang truy xét để làm rõ các đối tượng còn lại. Mới đây tại Kiên Giang, một tàu chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc đã bị bắt giữ do lượng hàng hóa quá lớn, nhiều chủng loại. Ban chỉ huy đồn biên phòng Lình Huỳnh, bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phải huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ chuyển hàng hóa lên bờ để kiểm tra. Qua gần 2 ngày làm việc cật lực, dưới sự giám sát hỗ trợ của cán bộ chuyên môn, Bộ Chỉ huy Biên phòng Kiên Giang, Công an, Viện Kiểm soát, Quản lý Thị trường, Chính quyền địa phương, số lượng hàng lậu do đơn vị này bắt giữ mới tạm kiểm đếm được một nửa. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trong các thùng xốp, thùng giấy chứa rất nhiều máy tính, bánh kẹo, nhiều xe đạp được phủ kín bằng bạt ni lông, quạt máy, cùng nhiều hàng hóa điện lạnh, điện tử, với tổng trị giá hàng hóa ước tính nhiều tỷ đồng. Có thể nói rằng từ trước đến nay là chưa phát hiện một cái vụ việc nào lớn và cái loại hàng hóa như thế này. Chủ yếu là hàng hóa nhỏ lẻ ở trên biên giới như là mặt hàng thuốc lá, rồi rượu mạnh, đường cát và một số mặt hàng gia dụng khác. Nhưng lần này thì phát hiện một số hàng hóa rất lớn. Vụ việc này mà xâm nhập vào nội địa là gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của tỉnh cũng như của đất nước chúng ta. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tập trung phòng chống buôn lậu, nhưng do địa bàn rộng, nhân sự và phương tiện thiếu thốn, sinh kế người dân địa phương còn nhiều khó khăn, nên việc kiểm soát hàng hóa nhập lậu, trong đó có thuốc lá, vẫn chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.